trước khi làm này chúng ta nhìn thấy cái sa trễ của cô rất là nhiều này, chúng ta nhìn thấy cục sa trễ này đúng không? Cả hai cái gò má nó, bởi vì khi mà cái vùng sa trễ trước trước đây khoảng 10-15 năm về trước thì cái gò má cô nó đầy như này này. Đây này, cô nhìn này, cô đã làm rồi nhưng mà bản chất là cách đây 15 năm về trước là nó như thế này. Sau đó mình lão bị lão hóa thì cái vùng này nó chảy xuống, nó kéo cái cụt này, nó tạo ra cái cục này. Cho nên cái gò má của mình nó đẩy lên nó cao. Nhưng mà nó lại chảy theo cái hướng giọt lệ, chỗ này nó sệ xuống. Bây giờ thì cái kéo lên nó hết hoàn toàn rồi. Đấy, cái gò má nó đầy đặn hẳn ra. Cái thứ hai là cô nhìn này, cái đây là cái cục sa trễ bên này nó phẳng luôn. Đấy. Rồi khi mà làm cái vùng mắt, đây là cái vùng mắt này nó căng này. Cô nhìn này, cái vùng mắt này căng. Bây giờ cô nhìn cái vùng mắt bên này. Này, nó rất là nhăn. Khi cái rãnh cười này, nó cười nó nhăn này. Nhưng mà đồng thời cái cung mày của cô bên này cũng được nâng lên. Cô thấy không? Cái nấc cung mày bên đây được nâng lên bởi vì dùng cái chỉ đấy để kéo cân nâng cung mày. Đó, nhìn không? Rồi cô nhìn cái mắt ở dưới này, cô nhìn thấy cũng nó cũng giảm đi rất là nhiều so với cái ở bên này. Cô nhìn bên này nó có cái hốc này. Đúng rồi. Đấy, hốc và nó nhăn rất là nhiều. Thì khi mà dùng chỉ kéo lên thì nó làm đầy cái này và nó căng lên. Đấy, thấy cô Hằng khi mà nhìn gương ấy, cô thấy là sau khi căng chỉ xong thì gương mặt của mình đã thay đổi như thế nào hả cô? Thay đổi rất nhiều à? Thay đổi nhiều là như thế nào ạ? Thì nó bóng sáng mà nó căng nhìn trẻ. Dạ nhìn trẻ. Cô Hằng thấy là khi mà thực hiện xong á, mình trẻ được khoảng mấy tuổi? Cũng cả chục tuổi. Dạ, như vậy là đúng như cam kết lên Thanh Khuê đúng không? Vâng, thì bản thân con khi mà nhìn vào so sánh với cái hình của mình trước khi mình thực hiện ấy, đó thì trước khi thực hiện thì da của cô bị nhăn nha, và khô rất là nhiều luôn, tình trạng râu rồng rất là sâu, da trễ nặng và đặc biệt là rất nhiều nếp nhăn ở phần nơi mắt luôn. Đó, tuy nhiên là bây giờ thì da của cô đã căng bóng hơn rất là nhiều rồi, cải thiện hoàn toàn luôn cái tình trạng mà vết nhăn này, da trễ ở hai bên này. Bây giờ cô cười một cái con xem nào. Đó, cười cũng không thể nào mà thấy cái nếp nhăn ở phần đôi mắt của cô luôn đúng không?